đây là cái sơ của nó ra nhá. Rồi, mùn cưa này. Xin giới thiệu đến quý bà con dòng máy nghiền sơ dừa thế hệ mới, sử dụng điện một pha 220V, tách riêng sơ dừa ra, mùn dừa ra, với năng suất đạt 500-700kg. Phần đó chính máy băm sơ dừa Takio TK550. Đây là dòng máy chuyên dụng băm dừa thành sơ dừa và mùn dừa công suất lớn. Máy phù hợp sử dụng cho các hộ gia đình kinh doanh và các xí nghiệp nhằm sử dụng cho việc trồng cây, trồng nấm, làm vật liệu đốt, tạo viên nén vân vân, do thương hiệu Takio nghiên cứu và sản xuất nhằm mang lại giá trị cốt lõi, phục vụ bà con nông dân phát triển đời sống, nâng cao giá trị lao động. Đây là cái sơ của nó ra nhá. Rồi, mùn cưa này. Thấy không? Đó, mùn đó. Ra mịn luôn ha. Này, các ba mùn này. Mịn hết ha. À.